Chúng ta qua cái duyên thứ hai, tức là cảnh duyên. Cảnh duyên thì dễ thôi. Cảnh duyên định nghĩa là trợ giúp bằng cách làm thành cảnh. Cảnh là gì? Hả? Cảnh là pháp hay là cái pháp bị tâm biết? Cái pháp nào bị tâm biết thì cái pháp đó là cảnh. Cái pháp nào không bị tâm biết thì cái pháp đó là gì? Là pháp. Pháp bị tâm biết, pháp đó gọi là cảnh. Còn gọi được gì nữa? Cũng là pháp luôn. Pháp là cảnh, là pháp bị tâm biết thì pháp đó vừa là cảnh cũng vừa là pháp. Còn pháp là cái không bị tâm biết. Và có bao nhiêu pháp? Có bao nhiêu pháp? Nếu nói gọn thì là chỉ có 5 pháp: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn và chế định. Chế định bị người ta biết không? Bị tâm biết không? Bị biết không? Cái cô ngồi đó đó tên gì? Đứng dậy coi. Cái cô ngồi đó đó. Cô có hiểu rằng sư đang gọi cô không? Có không? Cô tên Hà đúng không? Cô Hà đứng dậy. Cô có hiểu là sư đang gọi cô không? Như vậy cái tên Hà có phải là chế định không? Và có người ta hỏi tới mình biết đang gọi mình. Này cái đó là mình biết cái cảnh chế định không? Mình có biết mình tên Hà không? Ngồi xuống đây. Một cái tên mà khi người ta gọi tới mình biết người ta gọi mình, thì mình biết người ta gọi mình qua cái tên đúng không? Tức là mình biết chế định đúng không? Ví dụ như ai gọi đây Sư Minh Đức, sư có quay không? Tại vì biết đâu phải mình đâu đúng không? Mà sư Chánh Minh có quay không? Mình kia là sư biết cái chữ Chánh Minh không? Mà Chánh Minh là chế định đúng không? Nhưng mà sư biết cái chữ đó sao mới quay đúng không? Như vậy thì cái biết Chánh Minh đó có phải là Chánh Minh nó trở thành cảnh vô cái tâm biết không? Phải không? Như vậy thì cái cảnh này chúng ta sẽ có là nếu mà cảnh thì trợ giúp bằng cái làm cảnh thì pháp làm cảnh. Pháp làm cảnh. Thì chúng ta sẽ có là tâm. Tâm làm cảnh được không? Trường hợp nào? Một vị có tha tâm thông với tâm mình biết tâm người khác không? Như vậy tâm người khác làm cảnh được không? Phải không? Nhìn cái một người khác do mà ngó qua ngó lại nghi không? Có nghi không? Khi mình biết cái nghi đó là một tâm sở hay là tâm? Mình nhìn người ta mình nghi, mình biết mình nghi không? Biết không? Người ta có trộm cắp hay không trộm cắp chưa biết, mà thấy người ta giáo giác ngó qua ngó lại nghi quá. Nghi giang hồ chứ tới rồi. Thì mình biết cái mình nghi, cái nghi mà mình biết đó. Cái nghi đó là tâm sở hay là tâm? Mà mình biết không?
mình biết mình đang nghi người ta không? Biết không? Như vậy cái tâm sở nó có đang làm cảnh cho mình không? Cái tâm sở nghi nó có đang làm cảnh cho mình không? Nó như vậy này, nó thứ hai là tâm sở đúng không? Quý vị hành thiền cái tâm nó không bóng túng miên man cái gì giật mình này. Nãy giờ mình bị phóng vật đúng không? Có phải không? Vậy mình biết mình bị phóng vật, vậy cái phóng vật nó làm cảnh cho mình đúng không? Cảnh cho tâm đúng không? Như vậy cái phóng vật nó là tâm hay tâm sở? Phóng vật nó là tâm hay tâm sở? Phóng vật nó là tâm hay tâm sở không xác định được. Nó phải là tâm sở. Còn tâm hợp với phóng vật, nó tham sân gì đó là tùy nó nữa. Nhưng mà phóng vật nó phải là tâm sở. Tâm nào hợp với phóng vật? Xin thưa 12 tâm bất thiện luôn. Không phải chỉ đơn giản tâm si đâu. Tâm si hợp phóng vật phải rồi. Đây, si vô tàm vô quý phóng vật phải không? Đây là được gọi là bất thiện biến hành đúng không? Rồi phóng vật ở đây đúng không? Phải chưa? Vậy nó hợp trong tâm si không đúng không? Phóng vật này nó chỉ hợp trong tâm si không đúng không? Không, nó phải hợp trong 12 tâm bất thiện. Ai mà trả lời tâm si chỉ hợp trong tâm phóng vật chỉ hợp trong tâm si không, người ta trả lời thiếu. Câu chính xác phải là tâm sở phóng vật hợp trong 12 tâm phóng vật với 12 tâm bất thiện. Hiểu chưa? Bởi vì nó là bất thiện biến hành mà. Nó phải chỉ hợp trong nó phải chỉ hợp trong hai tâm này đâu. Nó hợp hết tất cả toàn bộ. Nơi nào có phóng vật nơi đó có bất thiện. Đúng không? Nơi nào có bất thiện nơi có phóng vật, phải không? Nghe nè. Nơi nào có phóng vật nơi đó có bất thiện. Phải không? Nơi nào có bất thiện nó có phóng vật phải không? Ai nói không? Cái trường hợp nào bất thiện không có phóng vật đâu. Nghe hù riết sợ hơi sợ. Nghe hù cái sợ. Nơi nào có phóng vật nó có bất thiện đúng không? Nơi nào có bất thiện nó có phóng vật đúng không? Cũng đúng. Có tâm bất thiện nào không phóng vật đâu. Nghe hù riết sợ rồi. À. Nghĩa là pháp mình gọi là tâm sở, rồi sắc pháp được không? Sắc pháp làm cảnh được không? Hôm nào ra biển nghe sóng vỗ rì rào thích quá. Cái tiếng sóng phải là sắc pháp không? Nghe tiếng nước chảy, nó chảy reo, có phải là tiếng sắc pháp không? Nó sắc thanh thinh mà. Nè, thì là sắc pháp làm cảnh, rồi niết bàn làm cảnh được không? Được không? Tám tâm siêu thế bắt niết bàn làm cảnh là phải rồi đúng không? Ừ. Rồi chế định được không? Đất nước lửa lửa gió hít vào thở vào hít ra, có đâu phải chế định không? Nó cũng làm cảnh được vậy. Bài kinh hơi thở vào hơi thở ra. Như vậy pháp làm cảnh nó tổng quát là năng duyên. Năng duyên đó là gì? Tâm sở, sắc pháp, niết bàn, chế định. Đối với vậy một cái tâm nào biết tất cả các cảnh? Ai nói khai y môn? Rồi, khai y môn là một tâm biết tất cả các cảnh. Lợi hại vậy đó. Đừng xem thường ảnh nha. Đừng xem thường này, thấy không? Bởi nó tác ý thành động lực. Mà một khi nó thành động lực, mà động lực biết cảnh nào thì nó biết cảnh đó. Tâm đạo biết cảnh nước bàn không? Trước đó có cái động lực không? Tâm trước động lực có tâm khai ý môn không? Tâm động lực biết cảnh nào thì khai ý môn biết cảnh đó. Mà đến khi biết trước là không được luôn nữa, chứ không phải không rồi. Cho nên có một cái tâm duy nhất là biết tất cả các cảnh là 21 cảnh,
21 lần. Mà có người nghe tới cảnh rất là dị ứng, sợ cảnh lắm. Nhưng mà nó không gì đáng sợ đâu. Cảnh nói tổng quát là 21, phân tích rộng 21 cảnh. Nếu nói tổng quát là có mấy cảnh? 6 cảnh thôi, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 6 cảnh này, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, một thuật ngữ khác gọi nó là cái gì? 6 pháp ngoại phần. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thuật ngữ gọi thêm một danh từ khác nữa là 6 pháp nội phần. Cái bài này học rồi mà, tất cả các pháp nội phần, tất cả các pháp ngoại phần, tất cả các pháp nội ngoại phần. Học chưa? Quên hết rồi, quên hết rồi. Xin nhớ cái tam đề, có cái tam đề này mà. Có mà quên hết rồi đúng không? Nó là vậy đó. Nó là vậy đó. Vậy đăng duyên chúng ta có vậy là sở duyên. Sở duyên. Năng duyên, sở duyên là cái pháp biết cảnh đúng không? Năng duyên là cái pháp làm cảnh, còn sở duyên là cái pháp biết cảnh đúng không? Đấy chưa? Pháp với cảnh có cái năng, cái sở duyên này là gì? Là tâm. Không có tâm sở. Biết cảnh chỉ có tâm và tâm sở mà thôi. Ngoài tâm, tâm sở ra những pháp khác không biết cảnh. Tâm biết cảnh nào? Tâm sở biết cảnh đó đúng không? Tâm sở biết cảnh nào? Tâm biết cảnh đó đúng không? Ngoài tâm mà tâm sở ra không có pháp nào là biết cảnh cả. Niết bàn có biết cảnh không? Niết bàn bị biết chứ niết bàn không có biết ai hết. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói là an lạc tối thượng là thọ lạc, niết bàn là thọ lạc. Là thọ lạc. Niết bàn là thọ lạc, đúng không? Nhưng không có thọ. Tại vì niết bàn mà có thọ thì niết bàn biết cảnh đúng không? Mà niết bàn thì không biết cảnh. Thọ biết cảnh không? Là biết cảnh. Niết bàn là thọ lạc đúng không? Nhưng không có thọ trong đó. Cái thọ lạc của niết bàn là gì? Là không còn phải tái sanh. Không còn tái sanh có nghĩa là chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ chính là thọ lạc tối thượng luôn. Nhưng mà nó không có thọ trong đó. À, chúng ta nắm bắt được cái này. Cái câu đó là của ngài Xá Lợi Phất đấy. Niết bàn là lạc, thọ lạc tối thượng mà không có thọ nào trong đó. Rồi bây giờ chúng ta có cái tâm và tâm sở là biết cảnh. Bây giờ phi sở duyên. Phi sở duyên. Phi sở duyên chữ Bali gọi là bách chá ni khá. Như bích chá ní cá. Ní cá là đi ngược lại. Ngược lại với sở duyên. Là phi sở duyên. Thì cái pháp nào không biết cảnh, cái pháp đó là phi sở duyên. Sở duyên là, phi, là pháp biết cảnh đúng không? Năng duyên là pháp làm cho pháp pháp biết mình đúng không? Là pháp cảnh. Còn sở duyên là pháp biết cảnh đúng không? Còn pháp nào không biết cảnh thì pháp đó là phi sở duyên. Không biết cảnh này chúng ta trước tiên không biết cảnh một cách nhất định. Nó phi sở duyên nhất định chúng ta là niết, niết bàn và chế định. Chữ A chữ B nó có biết gì đâu. Chữ A chữ B nó không biết gì hết. Mình biết chữ A chữ B đúng không? Thế chữ A chữ B đâu biết mình đâu. Cho nên chữ A chữ B là pháp chế định, nó không biết cảnh. Mình biết chữ A chữ B là mình biết pháp chế định đúng không? Bây giờ xin hỏi quý vị nha, quý vị đầu đầu chữ này đi. Chữ gì? Quý vị biết chữ này không? Như vậy chữ này là cảnh quý vị đúng không? Cái chữ này có biết quý vị không? Chúng ta sẽ biết được nó là như chữ nó này. Chế định không biết cảnh nhưng với bệnh chế định bị người ta biết thì chế định là cảnh. Hiểu cái này không? Như vậy niết bàn không biết cảnh là phi sở duyên. Sắc pháp có biết cảnh không?
Vậy đó thêm là sắc pháp nữa. Sắc pháp làm cảnh nhưng nó không biết cảnh. Quý vị thấy cái cột này đẹp, cái cột này sắc pháp. Sắc pháp làm cảnh cho mình nhưng mà nó đâu biết mình đang biết nó đâu. Có hiểu gì không? Cái thân này nó biết cảnh không? Quý vị mặc cái đồ mới, nói mới cáo cạnh, nó cũng không có gì đó mà nó biết nó đang mặc đồ cáo cạnh. Nó không biết, biết. Mà cái đồ mới cáo cạnh nó cũng không biết, nó đang đắp vô cái chỗ gọi là nhơ dơ bẩn nhất, nó không biết luôn. Nó cũng không biết luôn. Bởi sao? Bởi nó là sắc pháp. Sắc pháp không biết cảnh. Như vậy thì phi sở duyên nó chính là niết bàn, chế định và sắc pháp. Nắm được chưa? Cảnh là đối tượng mình tâm biết, cái gì mình biết đó là cảnh thôi, mà cái gì mình không biết hết á. Chỉ có một điều mình không biết thôi. Là gì? Là không biết điều phải không? Rồi tới đây đủ chưa? Giờ đây nghỉ đi. Tóm lại là nếu mình nói về nhân duyên, quý vị phải nắm bắt năng. Nó trợ giúp bằng cách nhân là nhân thực tính. Cảnh là làm bằng cảnh. Còn từ đó mình luận ra những cái sở duyên hay phi sở duyên. Về coi lại bài 21 cảnh. 21 cảnh. Có người rất sợ bài này á, sợ lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.